luôn, lúc run đấy mới thấy sợ. Bởi vậy giờ đứng đây cũng sợ lắm. Sợ anh chị em cười quá động đất. Khiêm như là người người ngồi trên mặt đất, có nghĩa là ngồi trên gì? Thực thể của chính mình. Có thì có, mà không thì gì? Thì không. Không có ngồi ở trên những cái ghế hay là cái địa vị mà người khác đặt để cho mình. Đấy là người khiêm gì? Khiêm nhường. Cho nên là chưa chắc cái người nào mà gọi là nhún nhặn, nói năng tử tế. Là khiêm nhường đâu. Mà là những người gọi là ngồi đúng vị thế của ai? Của mình. Cho nên các sơ nhường ghế cho người khác ngồi. Ngồi đất. Ngồi trên thực thể của mình thì không còn chỗ nào té, mà ngồi trên thực thể của mình thì mới thấm thía, mới ý thức được mình là ai trước mặt Chúa, chứ không phải con có cái gì trước mặt Chúa được. Đời sống gia đình bắt nguồn từ cái kinh nghiệm thực tế này trước tiên. Cho nên đừng có cái kiểu gọi là chồng Chúa vợ gì, vợ tôi. Mà cũng đừng có cái kiểu gọi làm sao, vợ là gì? Vợ là trời. Nhất vợ gì? Nhi trời. Vâng lời vợ dưới đất cũng như trên trời. Ấy là phúc vật. Mấy bà vỗ tay à? Nếu mà cha mà như con á, thì cha cũng bắt chiếc vỗ tay theo. Để chi vậy? Để linh hồn của con được yên nghỉ. Nhé. Chúa thôi. Khuyên người ta tầm bậy thế này thì chết. Khiêm nhường, người ngồi gần mặt đất. Và vì ngồi gần mặt đất cho nên từ đó trở đi, ông ta đứng ở trong mọi trạng huống, ông ta sẵn sàng xông vào trong cuộc sống thường ngày. Ông đi truyền bá tất cả tin mừng với lòng yêu mến nhiệt thành của mình, nhưng khiêm gì? Khiêm nhường. Và công vụ tông đồ nói là tin mừng khởi đầu bắt đầu từ đâu? Từ Jerusalem, rồi lan rộng qua đâu? Samaria, rồi từ đâu nữa? Khắp toàn cõi Judea và ngoài các xứ nữa. Ông ý thức mình phải làm một cái gì. Thế là ông đi Jerusalem và công bố tin mừng. Cũng chính cái nơi mà ông đi tìm bắt người ta, thì bây giờ ông đến nơi đó, ông đứng và công bố tin mừng trước mặt mọi người. Đối với người Do Thái, họ ngứa tai, gai mắt. Vì một cộng sự rất thân cận với họ lại trở thành một cái gai trước mắt, bởi vì bây giờ không còn là người làm chứng cho họ nữa mà là phản chứng họ. Vì mặc lấy chân lý thật. Thế là ông ta đứng ở trên Jerusalem, ông ta tuyên bố và công bố tất cả những gì ông ta biết, nói về Đức Giêsu. Nhưng mà người ta có mau mắn chấp nhận không anh chị em? Có chứ, tại Chúa thôi, có chứ, mau mắn chấp nhận. Tại vì những ai mà chấp nhận theo Chúa Giêsu thì chấp nhận liền. Nhưng mà họ có dễ dàng đến với ông không? Không, bởi vì ông ta đã từng một lần đi bắt bờ. Đấy, bị vậy, ác nhân vậy đó. Dĩ dãng dễ gì du diếm. Nó làm cho đã đi. Thế là hỏng chuyện. Nhưng mà ông ta không phải vì thế mà bực bội, mà tìm cách chống báng nghi kỵ, tạo một cái sự gọi xung khắc giữa anh em với nhau. Ông ta ý thức được cái gọi làm sao chỗ đứng của mình. Đấy là một người khiêm nhượng. Ông không đứng giằng co để rao giảng tin mừng ở Jerusalem nữa. Ông ta bắt đầu đi vào cuộc hành trình đến với những ai không biết Chúa, ở những nơi mà người ta chưa hề nghe đến Ngài, ở những nơi mà khách quan lòng dạ của họ sẵn sàng không bị chật hẹp bởi quá khứ của kẻ khác. Và người ta thấy được tâm tình của ông này là một người quảng đại, nhiệt huyết. Và người ta nhìn nơi đó mà người ta tin. Và công việc của ông khi ông đến, công vụ tông đồ nói, ông đến thành Antioquia, Antioch. Ở nơi đó là những người ngoại thấy được một con người
đầy nhiệt huyết và chân tình như vậy, và người ta đã tin, và ở nơi đó người ta gia nhập thành những cộng đoàn lớn, và bây giờ không còn gọi là những người gọi là cộng đoàn theo Giê-xu nữa, mà có một cái tên rất lạ, đó là những Kitô hữu. Và từ đó trở đi, giáo hội có một cái tên và căn tính mới là những người tin đón nhận Đức Giê-xu được trở thành gọi, và gọi những người đó là những Kitô hữu Christians, tức là người có Chúa Kitô, Đấng Messiah chấp nhận đón nhận Đức Kitô. Thấy không? Ông hay như vậy. Và Phao-lô là một người mà nhỏ thó, ông ta thì thật sự là mà nói năng thì ông ta nói không có hay. Biết được cái gọi làm sao chỗ đứng của mình, nhưng mà được cái thì lý trí và lập luận, và nhất là sự thôi thúc của con tim của ông rất rộng mở, nên ông sẵn sàng dùng cái khả năng đó để mà trao ban cho những cộng đoàn mà ông đến. Và vì vậy những lá thơ đó đã trở thành một cái gọi làm sao, một cái của gia bảo rất là quý cho giáo hội, mà mỗi Chủ nhật chúng ta được nghe, không phải từ một nhà văn hay là một nhà tư tưởng vĩ đại, nhưng mà từ một con người kiêu hãnh đã trở nên bé mọn, khiêm nhường, để rồi thụ cảm với ân sủng, để rồi chia sẻ với tất cả mọi người nó một câu như thế này là: tôi so tất cả mọi sự đều là lỗ lã để được một cái lợi duy nhất, đó là Đức Kitô ở với tôi. Và ông đã trở thành một bậc thầy. Và đến với mỗi cộng đoàn thì ông sống tâm tình như một người cha để chia sẻ với họ. Và ông rất là tự lập, chứ không muốn ỷ lại, sống bám vào ai, nên ông đã đi tìm cho mình một cái nghề để tự mưu sinh. Ông làm nghề dệt lều. Đấy anh chị em thấy. Ông không có lập gia đình bao giờ cả. Thế mà ông sống cuộc đời như một người có gia gì? Gia đình. Và một người thụ cảm với đời sống gia đình đủ để rồi chia sẻ những cái lá thư và tâm tình tuyệt đẹp. Ngày hôm nay chia sẻ một vài tâm tình. Nhiều lắm nhưng mà chỉ nói được một vài cái thôi. Tâm tình thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em, đó là yêu thương là chu toàn mọi luật lệ. Mà chúng ta có thể tìm được ở trong thư Ngài gửi cho Roma, câu thứ 8. Trong đó Ngài nói một cái tâm tình như thế này, đó là gì? Anh em đừng mắc nợ ai điều gì cả. Mà anh em cũng chẳng bao giờ mắc nợ ai ngoài một cái mà anh em nợ. Nợ nghĩa là nợ cho đến chết. Làm cách gì cũng còn nợ. Chả bao giờ giả được. Nghe ghê không? Bây giờ ai nghe câu đó liệu có dễ chấp nhận không? Không. Và Ngài nói cái nợ đó là gì? Đó là anh em nợ tình tương thân tương ái. Vì ai yêu người thì kẻ ấy đã chu toàn mọi luật lệ. Và nói theo tâm tình của ông này đấy, là cuộc đời ở với nhau đó, tình trong nghĩa ngoài đấy. Lúc còn trẻ thì sống vì gì? Vì tình. Lúc về già thì sống vì gì? Vì nghĩa. Đừng bỏ nhau. Bền chặt với nhau. Ngày hôm qua nói rồi, lời thầm. Trong những lúc khốn khó thì cứ thầm thĩ, lời thầm mà đi với gì? Với nhau. Đi từng bước thầm. Mỗi buổi tối. Hôm qua chia sẻ rồi, nhớ không ạ? Đó. Mắc nợ nhau không có gì cả, chỉ có một mắc nợ duy nhất là tình yêu. Ở đây nói rồi, sáng rồi. Yêu thì phải sao? Đau khổ. Mà không yêu thì gì? Thì lỗ. Thì tha chịu lỗ còn hơn là gì? Thế tôi nói cái là mắc bẫy. Tha chịu khổ còn hơn là gì? Là lỗ. Nên yêu. Cho nên yêu từ lúc mở mắt cho đến lúc chết. Yêu. Giá nợ đời bằng cách gì? Yêu. Khó mấy cũng yêu. Lão già lấm cấm. Yêu. Yêu đời này đến đời sau vẫn gì? Yêu. Chỗ tôi có mấy cụ.
Có cụ đấy tôi không nhắc tên chi tội nghiệp. Mỗi lần tôi đến dâng lễ tôi thấy bà cụ thiểu não, quần áo mặc quần áo như ma mướp này. Hỏi Chúa ơi bác An, ở đây Chúa thầy xin. Tôi mới giải tội cho tôi xong. Chúa ơi sao bà cụ năm nay gần 80, sao bác cứ đi lễ mà đi lễ cứ bao giờ mày cứ đến lúc tôi làm lễ thì mới đi cơ. Mà lên ngồi trên ghế trên à, ngồi đi lễ một ngày đi ba lễ nhưng mà đến lễ của tôi thì ngồi lên trên ghế trên à, xong rồi thì đi về. Chúa nhắc nào tôi cũng để ý vậy. Mà tôi hỏi anh sao bác đi lễ thường xuyên như vậy mà bác ăn mặc như vậy thì người ta cười chết. Và chứ ăn mặc thế nào bây giờ cha? Bảo bác ơi, mình đã không mặc thì thôi, mặc đẹp, đừng mặc xấu. Và thưa cha, con bằng đây tuổi mà con mặc đẹp vào người ta dí nghĩ con thì nó ra làm sao? Bảo đừng có lo, lần sau đi lễ dẫn ông đi. Cha không biết gì cả. Ông đâu còn ở đây nữa. Lên trên kia ngồi rồi. Mấy chục năm rồi. Hồi đó cũng ngang ngang tuổi cha đấy. Hèn gì cứ mỗi lần tôi dâng lễ cứ lên đây ngồi nhìn tôi. Tôi bảo bác ơi lạy Chúa tôi. Ông ấy lên đó mặc ông ấy. Ông lên đó ông có bạn của ông ấy. Mình ở dưới đây mình có bạn của mình. Sợ gì cái khác gì nghĩ. Đã không mặc thì thôi mặc cho đẹp. Tôi đề nghị với bác như vậy. Nên thánh bằng cách diện vào. Mặc thật đẹp, diện vào, đi lễ. Bà hỏi thưa cha, cha khuyên cái gì mà dị hợm thế? Tôi nói thật đi bác ạ. Bác phải diện cho thật đẹp vào mà đi lễ. Để làm sao để ông ấy nhìn ở trên kia, ông nhìn xuống, ông ấy khoái chí. Mà để cho bạn bè của ông nhìn xuống mà người ta ghen với ông mới được thì thôi. Cho nên là bác phải diện thật đẹp vào, yêu đời này và yêu tuốt đời sau. Thế là bà về. Ồ cha nói vậy cũng hay đấy. Thế là tuần sau đến lúc tôi lên đi dâng lễ, lạy Chúa tôi kìa bà nào tiến ra như rạng đông. Lạy Chúa tôi nhờ lời xúi dãi. Thế là lạy Chúa tôi một Thiên Chúa biến hình. Mặc đẹp quá sức. Rời 80 độ mà mặc áo gấm. Xong rồi đến, cha xem cái này được chưa? Tôi hỏi bác vuốt cái gì, bảo con mới khoét môi son. Và tôi nói bác ơi, bác là number one. Và trên kia thì ông cũng number one với bác bảo. Cha nói vậy thì con làm vậy. Con mặc cho thật dẹp đi, nghĩa là diễn nó thật đẹp đi lễ. Lần này cho lão sướng ở trên kia. Hay là đúng thật, vài tuần sau là các bà xì gì? Xì xèo. Thế mà xì xì nó kêu xèo. Bà bảo, cha ơi người ta hói quá, kệ người ta. Bây giờ bác đã không có cám dỗ người ta thì cám dỗ cho đến chót. Bảo mấy bà đó diễn y như bác thôi. Thế là từ đấy về sau mỗi chủ nhật có hội các bà quá đi lễ diện đẹp lắm. Mình tiếp nhận đức tin thì phải có cái niềm vui chứ, sống trọn vẹn trong giây phút hiện gì? Hiện tại. Niềm vui và từ đó trở sau nó biến đổi cuộc đời. Và con tim đã vui trở lại. Và từ đó thì sao tôi không thấy bà ấy ủ rũ nữa. Mà tôi không thấy bà ấy than phiền gì nữa. Mà tôi thấy từ đó về sau cuộc sống thấy vui tươi, khỏe hơn. Và còn khoe với tôi thưa cha độ này mỡ con nó xuống.